trước cái cửa Nhà Trắng mà cảnh sát và chính phủ cũng không có đuổi họ đi. Chào ông bà cô chú anh chị và các bạn à. Mới bây giờ mưa xong cỡ 1 tiếng đồng hồ, bây giờ con với mẹ con đi qua ca nhạc, còn cha thì mệt quá nằm chảnh rồi. Rồi, Trang chào cả nhà. Bây giờ mời cả nhà đi với mẹ con Trang buổi chiều nay nha. Bé Rùm có nói có chương trình đặc biệt lúc 5 giờ chiều. Bây giờ chúng ta cùng đi nào. Đi mẹ, đứng giữa đường. Rùm khoái đi ngang ở này, đây là đường xe chạy nha cả nhà. Cái giữa này thì không có xe, hai bên thì xe chạy. Giờ này cao điểm kẹt xe, có cô nữ bận áo xanh đó điều khiển xe, điều khiển theo cái ý cô ta. Những người bán hàng rong này hồi nãy mưa họ trốn vô, bây giờ họ cũng dọn ra bán tiếp nè cả nhà. Xe quá trời nhiều. Sao rồi? Xe nó che lại không có thấy cái bảng được đi hay không đi. Giờ, xe này sao nó đậu tùm lum, Trang với bây giờ không có thấy cái bảng để mình qua lộ nữa. Đây là khu Nhà Trắng. Bây giờ quay cái clip này là lần thứ ba đi đến đây rồi. Bây giờ thấy cảm tưởng như thế nào Rùm? Dạ, nó hơi nhỏ ngoài đời nhưng mà nhìn cũng được à. Bé Rùm thấy trong phim ảnh tưởng tượng nó rất là to lớn nhưng mà không có lớn lắm cả nhà, chỉ vừa vừa vậy thôi. Nó nhìn như tòa nhà hai lầu vậy à. Tưởng tượng của bé Rùm là nó thật là to bự khủng, ra đây thì nó cũng bình thường. Đây nè cả nhà, đó là Nhà Trắng. Thì ở trước Nhà Trắng đây là họ dựng cái gì giống như cái nhà chòi, rồi xung quanh là những cái bảng hiệu đất nước tự do, họ có quyền nói bất cứ điều gì và làm bất cứ điều gì. Mà Trang không nghĩ là trước cái cửa Nhà Trắng mà chúng ta có thể làm nhìn nó không có mỹ quan cái Nhà Trắng, nhưng mà cảnh sát và chính phủ không có đuổi họ đi, họ tự do được nói, tự do được dựng mọi thứ để đó. Trang đến đây 3 lần rồi nó vẫn như vậy. Nhìn nó không có đẹp cái gì hết cho trước cái cổng Nhà Trắng, nhưng mà Trang không hiểu sao nó cứ tồn tại như vậy. Họ có quyền làm như vậy. Sao đóng cửa mấy giờ? Ủa bữa nay 5 giờ đóng cửa hả? Hôm qua 6 rưỡi không mà. Lâu lâu nó đóng cửa tùm lum đó. Ở đây là phía trước của các ông ta đang che dù và để rất là nhiều băng gôn bảng hiệu rồi che tùm lum vậy cả nhà. Bây giờ hôm nay 5 giờ là người ta kêu ra khỏi cái hàng rào này. Hôm qua là 6 rưỡi, nay mới 5 giờ kêu ra rồi cả nhà. Cái đó nó thụt xuống hả? Nó thụt xuống cho xe cảnh sát chạy qua rồi nó trồi lên nè, để coi nó trồi lên. Đó, nó trồi lên cả nhà. Nãy nó ủa sao qua được. Rồi vậy đó. Đợi chút cái cảnh này bây giờ cứ quay chụp nữa. Xe cầu vẹt chồng đang thích nè cả nhà. Màu xanh lá chuối. Mỗi lần thấy xe này chồng Trang la làng ở Rùm thì chụp hình. Có vẹt chồng ơi, chưa chồng Trang chạy này, xe này thì người ta cũng nhìn lắm. Chồng Trang nói đàn ông nhìn cho chữ gái nó không có thèm, không quan tâm. Cái cô đó nói với Rùm 5 giờ có chơi nhạc ở trên cái nước đó mà bây giờ có thấy gì đâu. Hay là trời mưa, hay là cô đó nói không đúng, không biết nữa. Kẹt xe dài, Trang có người bạn ở gần đây, bạn nói chút xíu bạn tới mà kẹt xe kiểu này không biết bạn đến như thế nào. Thì Trang đi quay vòng vòng chút xíu rồi bạn Trang tới thăm Trang. Trang không có đi thăm bạn được tại vì thuê khách sạn ở đây đi bộ không, rồi chồng Trang không có lấy xe ra vô, với lại lái mấy 4 ngày cũng mệt lắm rồi, nên bạn sẽ tới thăm mẹ con Trang với chồng Trang. Đợi cái bàn tay chuyển thành hình người thì mẹ con Trang sẽ là qua độ. Ở xa xa đằng kia là Capitol, thủ phủ của Washington DC cả nhà. Cô vẹt đậu ngay đây rồi. Ha ha, Honey ơi, chồng ơi, chiếc xe nè. Niềm mơ ước của chồng. Thì cô đó nói Rùm là chơi ở đây nè, mà đâu có thấy đâu. Mỗi ngày 5 giờ mà bây giờ đâu thấy, là chắc do hồi nãy mưa hay là trễ chút xíu. Thì nghe họ nói là sẽ đổi kèn hả Rùm? Dưới đây nè, cái này là mấy cái miếng gạch mà người ta có hệ thống nước đó, lên rất là đẹp. Hôm qua Trang có đi lên đó, bây giờ không có thôi đi về. Đó tóc màu xanh đó, mình muốn làm gì làm đó. Nhìn nếu ở Việt Nam thì rất là lạ phải không cả nhà.
rồi, rồi chụp hình với xe cảnh sát nên đang dừng lại đây chút. Cái con đường này mình chưa đi nè Râm. Cái gì vậy Râm? Viết mà ông ai mua là khóa. Râm nói sách ổng tự viết bán á cả nhà. Mấy người đó là vô gia cư hôm đấy đó cả nhà. Cửa hàng này bán áo thun rồi cờ Mỹ, những cái dụng cụ đều có hình cờ Mỹ hết cả nhà. Quầy trước đây cũng bán dọc đường nè cả nhà. Em á. Cái xe của tổng thống chạy vô cả nhà. Tạm biệt Nhà Trắng. Râm nói trên những cái tòa nhà cao có những nhiều người ta đang đứng chảnh á. Cái đoàn này xuống tham quan người ta mặc đồ lịch sử quá, đồ vest cho không nha. Chồng Trang xuống rồi, bây giờ đi dạo với chồng Trang nữa. Đây là CVS ở trung tâm Washington DC. Cái CVS nhỏ nhỏ cho mọi người mua. Chồng Trang đang cần mua vài thứ. Bên đây là các cái quầy nữa nè. Nó nhỏ không lớn. Ăn kem không? Cơm. Rồi Trang quay cái khách sạn này một lần nữa. Này, tạm biệt. Tạm biệt nơi đây. Sau một hồi coi nghỉ mệt một tí và gia đình con ổn lộn mẹ với con đi tiếp theo ạ. Con lái xe là bạn của mẹ con ạ. Giờ thì đến trên chuyến đi đi ăn đồ ăn Việt Nam và uống trà sữa đồ rất là ngon. Đại ngang qua đây có nghĩa là Georgetown, khu vực mà cũng hơi cũ. Mới mưa cũng nhiều lắm ạ. Khi mà con mẹ con đi ra là mưa tầm tã luôn, nhưng mà bây giờ nó đỡ lại rồi. Nhưng mà vẫn còn mưa trên cái kính này ông bà cô chú anh chị có thể thấy. Ở đây cũng không có rộng lắm nên là kẹt xe cũng rất là dễ. Nhưng mà mưa nên là không có ai đi ở ngoài nhiều à. Để con nghĩ trên phía đầu đây nè là cái đường cho xe lửa đi ở trên đầu à. Đường trong đây rất là nhỏ, nhìn hơi nguy hiểm à. Cầu này nó chia rẽ hai tiểu bang kìa, tiểu bang Washington với lại tiểu bang Virginia. Cậu nói ở đây rất là yên tĩnh, khu vực nhà đâu không có được, không có nhiều xe chạy ngoài đường. Giờ đi vô cái khu vực mall này á, hầu như là tất cả các tiệm đều là Việt Nam không ạ, giống như chợ Eden ông bà cô chú anh chị có thể thấy trước mặt nè. Lúc này không có được nhiều người đi, mới mưa nên là người ta ở nhà không ạ. Việt Nam Lê Anh Tuấn luôn nè. Bây giờ gia đình con đi ăn nhà hàng Việt Food cũng biết là nổi tiếng lắm à. Còn đây là khu vực bán bánh mì. Ông bà cô chú anh chị nào ở bên Mỹ đi ăn khu vực này chưa ạ? Này là bún xô dịch hả? Bún dịch ăn kêu miếng sao bún dịch mại quá. Quá ngon rồi. Muốn ăn gì ăn? Ăn sao vô được rồi. Nè, con lấy nước tắm nè. Con đổ rồi cái chị vô cái dĩa đó luôn. Con chờ bỏ mì vô luôn. Đây là đồ ăn của mẹ con ạ. Và đây là những cái món khác. Có rau cải đồ rất là nhiều ạ. Hình như cái này là bún riêu. Ôi ơi, ăn không còn miếng nào luôn. 4 ngày rồi đã quá ha Râm. Trà sữa quá to rồi Râm, chụp hình Râm. Giờ mẹ con đi vô trong để mua thêm trà sữa à. Cô dẫn vô và cô biết rất là ngon, mấy cái trà sữa rất là ngon. Ở đây có cái đồ che ở ngoài. Người ta thường thường ngồi ở ngoài đây để ăn đồ à. Có mấy cái ghế để ngồi à. Con thấy cái chợ này cũng kỳ lạ lắm à. Mọi thứ đều ở trong, nó không có ở sát bên ngoài. Đi vô trong thì nó có hẻm khác nhau, nhỏ nhỏ để mấy cái tiệm ở bên cạnh nè. Giống ở đây có cái tiệm à. Con này con biết là có cái sandwich, tại nó ghi ngay đó luôn nè. Này là Như Lan bánh mì sandwich. Mở cửa 10 giờ sáng. Con nghĩ là chỗ này rất là ngon à. Người ta được lên báo đồ luôn.
Cái anh này cũng còn làm luôn à? Mà tay dày hết rồi nhưng mà anh vẫn còn đứng đó làm mà thêm gì nhẫn đồ kim đồ. Trong tiệm này giống như căn nhà luôn à? Có cái bản đồ bự tổ bố. Ở đây bạn mẹ con đang nói chuyện với chú này à? Chú này hình như là làm cắt tóc ở trong cái khu vực tiệm đó đó. Và bây giờ sau khi đi khu vực này, khu vực Arlington Cemetery, ông bà cô chú anh chị nào mà muốn coi thêm á thì hãy vào video Arlington Cemetery con sẽ đăng ạ. Con đã nói rất là nhiều về cái khu vực này á, rất là nổi tiếng và nổi bật. Giờ là ngày cuối cùng ở Washington DC. Mẹ con muốn đi ăn thêm lại một lần nữa cho cái chỗ hồi qua ông bà cô chú anh chị tham quan coi gia đình con ăn cái gì á. Có cha luôn hả? Để con coi cha ăn đồ Việt Nam nào á. Đường hôm nay có nhiều người hơn hôm qua á, không có mưa bữa tối hoặc là hồi sáng nên là ai cũng đi được. Đây trả lời với khu vực hôm qua á, rất là đông đúc và nhiều người. Đây là đồ ăn của cha á, cha không có chấm nước mắm, cha chỉ ăn cái gỏi đó thôi. Còn con là ăn quá trời rau luôn, nhưng mà con cũng không có ăn hết mấy cái rau đó tại nhiều quá à. Hôm qua mẹ con cũng không có quay xung quanh cái tiệm nên là hôm nay trong cái video cùng luôn này á, ông bà con chú anh chị có thể thấy những cái món ngon trên cái tường. Chồng Trang đi vô CVS đang mua thuốc rồi cả nhà. Bị nhức đầu, đi đường xa mệt. Trang nói thôi không đi nữa. Vậy mà chứ về nhà chừng tuần hai tuần là hỏi em 2-3 tháng sau đi đâu nữa. Một quý là phải đi. Mà giờ tuổi cũng lớn đâu, cũng còn như hồi xưa đâu mà đi hoài. Mà vậy đó cả nhà, mệt mỏi mà về là phải đi nữa. Làm cho bị nghiện á. Chồng Trang ghé đậu xăng, bé Râm đứa nhờ hả bé Râm. Nãy giờ bé Râm có ngủ miếng. Có chiếc xe đó, hai vợ chồng già đi du lịch đó, đó cả nhà. Du lịch đầy đủ phương tiện, ăn ngủ rồi đi chu du vòng quanh thế giới. Chồng Trang nói núi bên này đẹp đẹp kìa cả nhà ơi. Đường về đến nhà khoảng 2 ngày. Nó cũng như lúc đi nên Trang không có quay nhiều nha cả nhà. Còn 17 tiếng nữa về tới nhà. Bên hướng Trang nắng quá, Trang đội nón luôn. Bé Râm ngủ ngơ ngủ ngất cả nhà. Đi quá giờ đi, Trang còn trên xe điện á, Râm chạy bộ không à. Thử sức khỏe. Trang làm đường xấu quá. Mà còn 16 tiếng nữa mà chắc chồng Trang phải dừng lại nghỉ thôi. Rồi đi 2 ngày nữa chứ chồng Trang nói lái bữa nay và ngày mai không tới nhà đâu. 2 ngày rưỡi mới tới nhà cả nhà ơi. Bây giờ chuẩn bị tiền khách sạn để nghỉ ngơi. Bây giờ 6 giờ rưỡi tối rồi. Xa xa là núi rất là cao á cả nhà. Giờ đang quẹo vô khách sạn nha cả nhà. Đây là thành phố West World, Virginia. Quẹo vô đây. Không biết có phòng không nha. Này là mệt tới đâu rồi nghĩ tới nó. Vô phòng này, Trang quay cái phòng này. Chồng Trang đang đi trả xe rồi, không biết cái phòng này bao nhiêu tiền để Trang quay. Rồi chút chồng Trang vô rồi sẽ nói giá tiền nha cả nhà. Bây giờ dẫn hai cái giường ngủ với room phía ngoài. Đây có cái tivi và cái bàn. Đây microwave và cái tủ lạnh. Đây là cái tủ đựng quần áo mà Trang cũng không cất gì vô đây, chỉ một đêm thôi. Trang quay cái nhà vệ sinh, cái quan trọng cái nhà vệ sinh lắm cả nhà, phải thật là sạch sẽ. Đây là cái phòng tắm, nói chung là rất sạch sẽ. Cửa sổ nhìn ra ngoài. Ở đây rất là yên tĩnh, cỏ. Là không có gần phi quê, không có tiếng ồn nhiều. Thì nhìn rất đẹp, yên tĩnh trong một đêm. Bây giờ gần 8 giờ tối rồi, hai cha con đi ra để mua đồ ăn tối. Đến đây là khu vực gas station, có rất là nhiều đồ ăn và tiệm nhỏ nhỏ trong đó. Cha con đi ăn tối, có Taco Bell nữa rồi Râm. Với Subway nữa, hai thứ luôn ở cửa hàng này. Ba cửa hàng nhỏ nhỏ. Vậy hả? Right here, whatever you want, Taco Bell, Subway or Popeye's Chicken. Rồi hai cha con vô chọn món. Bây giờ là 8 giờ tối nha cả nhà.
giờ hai cha con suy nghĩ cái ăn gì, rum nói rum cũng không biết ăn gì nữa. Taco Bell chồng ăn cũng thích mà nay chắc đổi ăn bên Subway. Bên kia bên Subway không có món, mua bên đây cả nhà. Ở đây cha con đang gọi món nè, con đang gọi gà combo là có nước thêm nữa, nên là ở đây lá hồi con sẽ lấy thêm nước. Rồi hai cha con có đồ ăn đây, dùng cả nhà, mời cả nhà dùng với hai cha con của Râm nha. Yeah. Vui rồi ha. Ừ. Yeah, mời cả nhà dùng với rum với chồng ra nha. Oh honey, how much this rum? How much one night? Hả? Huh? Uống quay đêm nữa. 140 đồng, nãy giờ quên rồi, không nhớ nữa cả nhà ơi. Cơm tấm đặc biệt có Trang nè cả nhà, có tô canh nữa. Rồi bé Râm mời ông bà cô chú miếng gà đi nè. Gà hả Râm? Gà với khoai tây. Rồi của Trang, bé Râm không ăn chung Trang thì Trang chia ra bữa nay với ngày mai nữa. Bây giờ ông bà cô chú anh chị xem mẹ con ăn nè. Video cũng dài rồi nên là tạm dừng ở bên này, ở đây ạ. Ông bà cô chú anh chị nào muốn coi thêm cha chạy 12 tiếng đồng hồ hay gì đó, về thẳng đến Texas luôn, thì hãy coi video tiếp theo ạ. Ba và con xin gặp lại sau.